Xin chào các bạn, hôm nay đại lý Toto Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu các bạn tay sen một chế độ DGH104ZR. Đây là bát sen mà trên đây nó hơi nhỏ nên tôi sẽ đọc cho các bạn. Xuất xứ cái tay sen này thì được lắp ráp tại nhà máy của Việt Nam. Tay sen thì bằng nhựa, chất liệu bằng nhựa ha. Đóng gói là tại nhà máy Đông Anh, Hà Nội. Tôi sẽ tiến hành mở cái sản phẩm này ra. Cái tay sen này là nó thường là sẽ đi kèm với cái van trụ nước nóng lạnh. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ giới thiệu riêng cái tay sen để chúng ta có thể ví dụ như muốn thay thế hay là gì đó thì nó tiện hơn. Trên đây là phiếu bảo hành, có cái mã sản phẩm là DGH104EZR. Với sản phẩm Toto đều có sản phẩm này ha. Đây, chi tiết về cái phụ kiện của đây thì dây sen là giá sen, bát sen là sản xuất ở Trung Quốc nhưng được hồi nãy tôi nói là đóng gói lắp ráp đóng gói tại nhà máy Đông Anh, Hà Nội. Đây là một số thông tin sản phẩm này. Giờ chúng ta sẽ tiến hành xem vào chi tiết. Thì đầu tiên thì đây là cái dây sen ha. Cái chiều dài dây sen này dài 1,5 m nha các bạn. Cái bộ phận tiếp theo là cái gá sen. Cái gá sen ở đó đây. Ngoài ra cuối cùng là bộ phận là tay sen. Đây là tay sen loại một chế độ ha bạn ha. Trên sản phẩm này có chữ Toto nè. Nó in trên chữ Toto. Thì cái bát sen này thì nó là một loại một chế độ nên nó không có thay đổi chế độ trên đây được, và bát sen này cũng tương đối là kích thước nó vừa phải, không quá lớn. Quý khách có thể mua sản phẩm này để thay thế cho cái tay sen cũ của chúng ta, hoặc là chúng ta thường là mua chung với cái van sen nóng lạnh nếu mà đổi với nhà mới, hoặc là có thể thay thế cho các hãng khác inox như Kaser, American, Koto hay là Rohe đều có thể thay thế cái tay sen này bình thường ha. Cảm ơn quý khách.